Kênh Thuốc Nam các bác xin chào các cô chú anh chị. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị biết một bài thuốc đặc trị viêm xoang đơn giản bằng cây kinh giới. Bệnh viêm xoang là căn bệnh không riêng một ai, bất kỳ ai cũng đều có thể gặp phải tình trạng này. Đặc biệt là đối với những người trung niên và người cao tuổi thì nguy cơ mắc bệnh cao hơn bình thường. Tuy triệu chứng của bệnh viêm xoang ban đầu chỉ là sổ mũi, nghẹt mũi, đau đầu, chảy dịch mũi, những triệu chứng này dễ bị xem là bệnh thông thường nhưng nếu như chúng diễn ra thường xuyên thì vô cùng mệt mỏi và phiền toái. Với bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn một bài thuốc đặc trị viêm xoang từ cây kinh giới có thể chấm dứt hoàn toàn tình trạng viêm xoang kéo dài của bạn, không nên bỏ qua nhé. Tác dụng của kinh giới trị bệnh viêm xoang. Trước khi áp dụng một phương pháp nào điều trị bệnh thì việc tìm hiểu tác dụng thực sự của phương pháp đó là điều không thể thoát khỏi. Đối với việc dùng kinh giới trị viêm xoang thì đây là một mẹo được nhiều người sử dụng để trị xoang. Nhờ tính chất chống viêm, trà kinh giới có tác dụng giảm đau hiệu quả như đau răng, đau đầu, viêm khớp, do đó có thể giảm đau hiệu quả cho người mắc bệnh viêm xoang. Lá kinh giới có tác dụng rất tốt trong việc giảm đau các triệu chứng, các vấn đề liên quan đến hô hấp nói chung và viêm xoang nói riêng. Ngoài ra nó còn có tác dụng tuyệt vời cho người mắc bệnh hen suyễn. Vì thế nên dùng kinh giới để khắc phục các triệu chứng viêm xoang là một phương pháp được khuyến khích sử dụng nhiều. Cách sử dụng, cách làm như sau: ta cho một muỗng cà phê đầy kinh giới sắc khô cho vào một ấm nhé. Sắc khô cho vào một ấm nhỏ, đun sôi lên rồi giảm nhiệt độ về để cho hơi sôi sùng sục một lúc trong khoảng 15 phút để tinh chất dầu trong kinh giới chảy hết ra. Sau đó bạn lọc chất lỏng này vào một ni vừa hay tách, có thể pha thêm một ít mật ong cho có vị ngọt, tránh sử dụng đường để pha và sẽ làm cho dịch chảy nhiều hơn, viêm càng nặng hơn. Nếu bạn thích vị chua có thể cho thêm một ít nước chanh, điều đó sẽ giúp bạn dễ uống hơn. Bạn có thể uống 3 tách kinh giới mỗi ngày sẽ nhanh khỏi hơn. Nếu không có thời gian, bạn có thể uống 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi tối sẽ có hiệu quả tốt. Đây là một mẹo tự nhiên tự trị bệnh viêm xoang bằng thảo dược. Mọi người sử dụng cần kiên nhẫn sử dụng trong một thời gian mới thấy được hiệu quả của bài thuốc mang lại. Chúc các cô chú anh chị khỏi hoàn toàn bệnh viêm xoang. Các cô chú anh chị thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Nếu các cô chú anh chị đang bị viêm xoang nặng mà dùng các bài thuốc dân gian không khỏi hoặc ngại sử dụng những bài thuốc dân gian vì nó lâu, mất thời gian và cách sử dụng chế biến cũng rất là lâu thì các cô chú anh chị hãy có thể gọi ngay số điện thoại 0985 895 810 để nhà thuốc tư vấn trực tiếp cho bạn một giải pháp hoàn toàn chữa khỏi bệnh viêm xoang trong thời gian ngắn mà không bị tái phát. Xin chân thành cảm ơn. Vì nó lâu, mất thời gian và cách sử dụng chế biến cũng rất là lâu thì các cô chú anh chị hãy có thể gọi ngay số điện thoại 0985 895 810 để nhà thuốc tư vấn trực tiếp cho bạn một giải pháp hoàn toàn chữa khỏi bệnh viêm xoang trong thời gian ngắn mà không bị tái phát. Xin chân thành cảm ơn.